5 giá số sexy khi ngồi, bắt đầu ngay với mình nhá. Cái đầu tiên, một sinh chúng ta co chân duỗi, chúng ta ướn lưng lên, ngực tấn công, mông phòng thủ. Vào rồi. Kiểu thứ hai, một tay chúng ta sẽ chống, chân duỗi ra, tay còn lại chúng ta sẽ đẩy lên đùi, nhìn về phía trước và cười. Kiểu thứ ba, hai chân chúng ta để giống như kiểu chân của kiểu thứ nhất, tay phải để nhẹ lên đây, tay trái để nhẹ nhàng lên tay phải, ấn người lên, nhìn phía trước. Kiểu thứ tư, hai chân chúng ta đan vào nhau, một tay để thả lỏng, tay để lên đầu gối, nhìn phía trước. Kiểu thứ năm, tay chúng ta để ngang đây, tay để lên cằm, nhìn phía trước.